có ai khen là ô sao dạo này chị lão hóa ngược hay sao thì các chị em sẽ thấy rất là vui đúng không? Hello, xin chào các chị em, lại là Thu đây. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn với nhau xem là làm thế nào để cho các chị em trẻ lâu nhá. Dù không thể xóa bỏ hoàn toàn các dấu hiệu của tuổi tác nhưng mà chúng ta vẫn có cách để làm chậm cái quá trình lão hóa này và làm sao nhỉ, để các chị em sở hữu một vẻ ngoài tươi trẻ và đầy sức sống. Thì trong video này Thu sẽ chia sẻ cho các chị em 5 bí kíp để trẻ mãi không già. Thực ra thì nói đùa như thế thôi thì chúng ta cũng không thể tránh được cái quá trình lão hóa, nhưng làm thế nào để chúng ta có thể làm chậm quá trình này thì mọi người nhớ theo dõi hết video này nhé. Thứ nhất đó chính là đảm bảo giấc ngủ. Như các chị em cũng đã biết ý, thì cái giấc ngủ của chúng ta nó rất là quan trọng. Và chỉ cần một hôm mất ngủ thôi thì mọi người sẽ thấy nào thì sạm da, nào thì da khô hơn, nào thì cái nám ở trên gò má này nó đậm hơn. Và đây cũng là một cái bí quyết, một cái bí kíp trẻ lâu mà thường bị các chị em bỏ quên rất là nhiều. Và giấc ngủ sâu thì sẽ giúp chúng ta hạn chế được những cái dấu hiệu lão hóa ở bên ngoài, ví dụ như là nổi mụn này, rồi da nhăn nheo, rồi da chảy xệ. Và để có giấc ngủ ngon ấy thì các chị em có thể là đổi ga giường bằng những loại da cốt tông hoặc là satin để bằng lụa ấy, để cảm thấy là dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Và trước khi đi ngủ ấy thì mọi người có thể uống cho Thu một chút saffron ấm nhé, có thể là pha với nước này hoặc là pha với sữa thì chắc chắn là mọi người sẽ có một cái giấc ngủ rất là ngon. Thứ hai đó chính là tập thể dục. Tập thể dục thì mọi người đã biết rồi, nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta rất là khỏe mạnh và dẻo dai hơn, rồi lưu thông máu tốt hơn. Và hàng ngày ấy thì Thu dành ra một tiếng để tập yoga với PT, hoặc là hôm nào mà Thu muốn thay đổi thì Thu có thể là vào những lớp cộng đồng để Thu tập. Và khi mà tham gia vào yoga thì Thu thấy là cái cơ thể của Thu nó khỏe hơn, rồi dẻo dai hơn rất là nhiều, và cảm thấy là cái giấc ngủ nó cũng ngon hơn. Nói chung quay đi quay lại ấy, thì cái giấc ngủ nó rất là quan trọng, và cái cơ thể của chúng ta có cảm thấy dẻo dai rồi đầy sức sống hơn là cái việc mà mọi người chăm sóc cơ thể của chúng ta hàng ngày rất là quan trọng. Và thứ ba đó chính là cấp nước đầy đủ cho cơ thể. Mỗi ngày ấy, thì các chị em nên uống nước hay là cung cấp nước cho cơ thể từ 1 lít rưỡi cho đến 2 lít nước nhé. Và uống đủ nước thì mọi người đã biết rồi đấy, nhắc đi nhắc lại, đó chính là nó rất là quan trọng. Và nhiều khi các chị em cứ mải làm mà quên đi cái việc mà chúng ta phải uống nước hàng ngày ấy. Uống nước ấy, thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể của chúng ta nó trao đổi chất tốt hơn, rồi đào thải được cái độc tố ra bên ngoài cơ thể. Và các chị em để ý nhé, nếu mà hôm nào mà mình quên uống nước ấy, thì cái mà năng suất mình tập thể dục nó cũng giảm đi đáng kể. Và thay vì cái việc mà Thu uống nước lọc nhàm chán vì là nếu mà một ngày mình uống 1 lít rưỡi nước lọc thì nó cũng chán đúng không? Nên là Thu thay đổi bằng cách là Thu thả vài lát saffron vào nước, rồi có kỳ tử này, có táo đỏ này, thì mọi người cũng có thể là uống những nước này. Bên cạnh đấy thì mọi người cũng có thể uống nước canh rau luộc này, rồi có thể là ép, nước ép cũng rất là tốt. Nhưng mà Thu thì không hay uống nước ép lắm, mà Thu sẽ ăn thẳng hoa quả tươi. Và một ngày thì mình vẫn cứ khoe là một ngày Thu sẽ ăn 1 quả táo. Ăn 1 quả táo mỗi ngày thì sẽ giúp cho bạn tránh xa được bác sĩ, tức là không phải gặp bác sĩ nữa. Và khi mà mọi người chăm sóc tốt cho cái cơ thể của mình như vậy thì nó không những là giúp cơ thể của chúng ta nó khỏe hơn này, đẹp hơn, mà chắc chắn là sau một thời gian thì mọi người sẽ thấy là da cũng hồng hào hơn, rồi săn chắc hơn nhờ những cái việc này. Thứ tư đó chính là tăng cường những cái chất mà chống oxy hóa. Nói nôm na thì những cái chất chống oxy hóa là gì? Đó chính là những cái mà mọi người sẽ giúp cho cơ thể của mọi người chống lại những gốc tự do, chống lại những cái gọi là những cái nhân tố xấu để làm cho cái cơ thể của chúng ta nó già đi nhanh. Thì hàng ngày Thu bổ sung thêm những cái thực phẩm mà nó giúp tăng sinh cái collagen tự nhiên, ví dụ như là những cái loại rau củ quả chất xơ, rồi omega 3, rồi Thu còn uống nữa, vừa ăn omega 3, vừa ăn những cái thực phẩm mà tăng cường omega 3, vừa uống omega 3 và uống cả collagen nữa. Và mặc dù Thu đã ăn đầy đủ như vậy rồi nhưng mà Thu vẫn phải uống collagen hàng ngày. Và ở dưới 40 tuổi thì cái loại collagen nước này Thu uống của Nhật thì mọi người sẽ uống 5ml thôi. Còn trên 40 tuổi thì mọi người sẽ uống 15ml một lần. Đó, nó rất là đơn giản, nhưng mà từ những cái đơn giản và những cái bước nhỏ như thế này thì sẽ giúp cho các chị em có thể là kéo dài cái tuổi thanh xuân của mình. Và khi mà mọi người bổ sung tốt
collagen rồi omega 3 thì sẽ giúp là cái da của chúng ta nó cũng săn chắc hơn. Các chị em rất có một câu hỏi đấy chính là làm Thu ơi, sau mà sinh nở xong thì chị thấy là da của chị nó bị trùng nhão hơn, thì đây là lý do mà da của mọi người không được đẹp, đó chính là không chăm sóc da và bỏ bê cái làn da của mình đó. Thế nên là chỉ một vài bước mỗi ngày thôi, nhưng mà Thu tin chắc khi mà mọi người làm đều đặn ấy thì da của mọi người sẽ rất là đẹp. Thứ năm đó chính là phải bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Ví dụ như là Thu đang ở trong nhà nhưng mà có quá nhiều ánh đèn điện mạnh thì đây cũng là một cái nhân tố mà da của Thu nó sẽ bị xấu đi, chứ đừng nói đến là ánh sáng mặt trời nó rất là mạnh. Và khi mà chúng ta chăm sóc da đầy đủ như thế nào, đắt tiền ra sao nhưng mà không bảo vệ da khi mà đi ra ngoài thì nó gần như là công cốc hết. Ánh nắng mặt trời ấy, nó chính là gọi là nhỉ, nó là kẻ thù lớn nhất của làn da người phụ nữ, vì nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình lão hóa. Thế nên ý, là mọi người, đặc biệt các chị em phải nhớ cho Thu nhé, là bôi kem chống nắng thường xuyên và bôi kem chống nắng mỗi ngày để bảo vệ làn da của mọi người. Và khi mà các chị em có điều kiện để mà so sánh với một người mà thoa kem chống nắng đầy đủ và một người rất lười kem chống nắng, rất lười thoa kem chống nắng, thì mọi người sẽ thấy là cái người ấy mà chăm thoa kem chống nắng thì cái làn da nó đẹp hơn rất là nhiều. Và với những chị em nào mà chăm sóc da thường xuyên nhưng mà lại có cái thói quen xấu là đi ra ngoài nắng mà không thoa kem chống nắng, thì các chị em sẽ thấy là cái nám nó sẽ nổi lên rất là nhanh. Và trên đây chính là 5 cái bí kíp của Thu để mà làm sao qua một năm thì chúng ta lại trông trẻ hơn. Và khi mà đi ra ngoài ấy, có ai khen là ô sao dạo này chị lão hóa ngược hay sao, thì các chị em sẽ thấy rất là vui đúng không? Nên là mọi người nhớ là áp dụng 5 bí kíp này của Thu nhé. Cùng follow Thu để biết thêm những bí quyết chăm sóc sức khỏe và làm đẹp đầy đủ nhé.